xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Hội Lâm Sàng Bền Vững. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2021. Mình xin tiếp tục cập trực giá sàn Đài Loan cho các bạn được biết nha. Thì hôm nay mình có giá sớm. Mình tranh thủ cập nhật cho các bạn biết để tiện cho cái việc mà bán trái sàn nha các bạn. Thì giá hôm nay là vẫn giữ giá nguyên như hôm qua. Xà Đài Loan xanh vàng loại 1 7.000, xà Đài Loan xanh vàng loại 2 3.000. Thì mình sẽ ghim số điện thoại trên màn hình chỗ dựa của anh Lợi ở xã Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh nha. Thì mình xin nhắc lại là giá xà Đài Loan hôm nay là xanh vàng nhất loại 1 7.000, xanh vàng nhất loại 2 3.000. Thì đó là giá mình cập nhật hôm nay cho các bạn nha. Tình hình này thì thấy giá cả nó không khả quan các bạn ơi. Mình cũng sợ là qua lễ này thì giá nó cũng vẫn nằm ở mức này chứ nó không có được lên nữa. Thì cũng bước đầu qua đầu năm rồi, đầu năm 6 rồi. Là năm rồi thì giá nó nằm ở mức là 10.000, 4.000. Giá năm rồi là nằm 10.000, 4.000 mà năm nay là tệ hơn nữa các bạn. Thì còn về xe cốc á, thì mình không có điện hỏi giá mỗi ngày. Nhưng mà mình sẽ cho số điện thoại của các bạn, của cái em Dương mà thu mua cốc á, lên trên màn hình, rồi các bạn điện trực tiếp bên dựa của em Dương nha. Thì chỗ em Dương cũng có đi thu mua tại vườn đó các bạn. Thì các bạn cứ điện thoại trực tiếp nha. Thì ở đây mình chỉ giới thiệu cho các bạn biết giá thôi, rồi biết dựa giao thôi. Rồi ngoài ra là bên nhà vườn trực tiếp liên hệ dựa nha. Mình xin nhắc lại nha các bạn là mình chỉ cho giá rồi dựa cho giá mình mỗi ngày, rồi mình cho giá lại các bạn. Chứ ở đây mình không có ăn cò ăn bậm gì nha các bạn. Thì nếu mà các bạn không tin thì cứ điện hoặc là hỏi trực tiếp, hỏi trực tiếp những dựa mà mình cho giá nha. Thì cái chuyện ăn cò nó lu bu lắm các bạn. Sau này khi mà có xảy ra chuyện gì đó nó khó lòng lắm. Bởi vậy mình chỉ là người ta đã cho giá mình mỗi ngày rồi, nên mà không có lấy tiền cò tiền bọng gì nha các bạn. Chủ yếu là xin giá để báo cho các bạn thôi. Thì mình vườn xà mình cũng còn nhiều các bạn. Chắc là bữa nào chắc qua lễ này sẽ bẻ bán quá, không có neo nữa, bán luôn các bạn ơi. Thôi video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu các bạn cảm thấy video hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Khi nào mình có ngày nào mình biết được giá thì mình sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất cho các bạn được biết nha. Thì bạn nào mà mới vào kênh thì nhớ nhấn đăng ký rồi nhấn hình quả chuông để khi mà ra video mới YouTube tự thông báo cho các bạn để các bạn tiện theo dõi nha. Thì những bạn nào mà có những mẹo hoặc là những cái gì thú vị về cây sài, liên quan đến cây sài thì các bạn nhớ comment phía bên dưới chia sẻ cho mình biết nha các bạn, để mình chia sẻ lại các nhà vườn khác nha. Thì ngoài bên cạnh báo giá thì mình cũng có thể là làm những clip liên quan về cái xài, hoặc nhờ là chia sẻ những gì mình làm thực tế cho các bạn biết nha. Thì mình đây cũng học hỏi kinh nghiệm từ nhiều người, rồi biết được cái gì mình chỉ cái đó, hoặc là các bạn biết cái gì chỉ ngược lại mình nha các bạn. Thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nha.